Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nông nghiệp xanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hôm nay Quyền Lê có mặt tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, một vùng đất giàu tiềm năng về phát triển nông nghiệp và canh tác theo hướng nông nghiệp xanh. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu lợi ích của việc canh tác nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh. Vùng đất pha cát hơn 10 ha ở thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức. Mỗi năm người dân canh tác 4 vụ rau màu. Mùa đông trồng rau vụ đông, sang mùa xuân trồng đậu phộng. Thu hoạch xong đậu phộng là trồng liên tiếp hai vụ dưa hấu theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức và xã Đức Thạnh đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ trong nhiều năm qua. Điện sản xuất đến tận chân ruộng. Hệ thống đường giao thông nội đồng rất thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản sau thu hoạch. Đặc biệt người dân thôn Lương Nông Bắc đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh phát triển bền vững. 2024 là năm thứ hai liên tiếp người dân trồng dưa hấu theo chuẩn Việt Gáp. Hiện tại thì khu này thì đang trồng dưa theo cái hướng là sản xuất an toàn và tiến tới là sẽ thực hiện cái sản xuất theo cái hướng nông nghiệp xanh. Thì như em thấy đó, thì mọi thứ là đều sử dụng cái sản xuất theo cái hướng là bền vững. Ví dụ như về cái mặt phân hay là về cái nước, và nhất là phân nước thì đang sử dụng cái hệ thống mà tưới nhỏ giọt, còn tưới rất là tiết kiệm nước để vùng trên chân đất có khô khan này. Thưa anh Thông, thì vì chúng ta sử dụng bã đạo để bón lót thì nó đem lại những lợi ích như thế nào ạ? Thì cái việc mà sử dụng cái bã đạo khi mà thu hoạch đạo sau á thì nó có tác dụng rất là lớn cho bà con. Thứ nhất là khi mà nó sẽ bón lót, sử dụng bón lót ở một loại phân hữu cơ rất là tốt. Thì khi thu hoạch đạo sang là cái lượng lót và lượng thân của cây là nó riêng. Thì cái lượng lót thì mình sẽ dùng bón lót cho trong hòn. Và cái lượng cây thì mình sẽ chỉ dành bón lót và mí. Thì cái tác dụng của nó là bổ sung cái một cái lượng độm cho cây trồng cũng như là cải tạo cái đất của mình. Thế là cái dỗm được cái lượng phân hóa học mình đưa vào trong cái dưa, giảm được cái chi phí phân là khoảng 40% lượng độm cái dưa. Thì ví dụ giá độm bữa nay là khoảng 13 ngàn một ký thì mình đã tiết kiệm được là 40% nhân 13 thì khoảng 5 ngàn cho nhà nông, là cái đó là cái chi phí nhà nông đem lại sau khi sử dụng cái bỏ đạo. Sau khi thu hoạch đậu phộng, toàn bộ thân cây đậu được người dân để lại tại ruộng. Đến vụ trồng dưa hấu, thân đậu phộng trở thành nguồn phân hữu cơ giàu dinh dưỡng. Phương pháp canh tác này đã giúp phục hồi và cải tạo đất đai là một yếu tố cơ bản của sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh. Điểm nổi bật trên cánh đồng sản xuất tập trung ở thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh là toàn bộ diện tích đất sản xuất đều áp dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Hệ thống tưới nhỏ giọt còn kết hợp với việc bón phân cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Thưa anh Thông, thì khi mà chúng ta áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt thì nó đem lại những lợi ích như thế nào ạ? Cũng như em thấy đó, thì hiện nay đa phần là bà con mấy năm nay là sử dụng cái phương pháp là tưới nhỏ giọt như thế này. Thì thứ nhất là mình tiết kiệm nước, thứ hai là giảm cái thời gian khi mà mình tọt trả nước theo rãnh như hồi xưa. Thì cái tưới nhỏ giọt này là nó cung cấp một lượng nước vừa đủ cho cái dưa, không thừa mà không thiếu. Vì thực tế là khi mà dưa con á là nó rất là sợ ống nước, nên khi mà mình cung cấp một lượng nước vừa đủ theo cái trang đường ống đây, đó là cái lợi thứ nhất. Cái thứ hai là nó là cái dùng để tiết kiệm phân. Thì khi mình không dùng cái sử dụng đây thì mình bỏ trực tiếp theo hòn, thì cái lượng phân mà mình tiêu tốn là rất là lớn. Rồi sau khi sử dụng cái phân nhỏ giọt, cái dây nhỏ giọt đây á, thì mình dỗm đi khoảng một nửa cái lượng phân để cung cấp cho cây dưa, là cái nó hiệu quả là cây dưa sẽ hấp thụ hết toàn bộ cái lượng phân mà mình đã sử dụng. Khi mình đã tiết kiệm được một nửa lượng phân và cây dưa sẽ sử dụng hết và cây dưa sẽ phát triển rất là tốt. Từ khi mình canh tác dưa thì đã có cơ quan chức năng nào xuống và kiểm tra chất lượng của sản phẩm chưa? Thì dưa đây là mình canh tác cũng lâu rồi, thời gian cũng khá lâu, nhưng mà được chứng nhận Việt Gáp là của trường Đại học Nông Lâm, nó có lấy mẫu và phân tích và đã chứng nhận Việt Gáp cho mình đây là sản xuất vụ dưa thứ hai là theo cái chứng nhận Việt Gáp của trường Đại học Nông Lâm.
thì mình có thể là theo cái đó là mình có thể đưa vào các cửa hàng nông sản sạch của địa phương để nâng cô cái sản lượng cho bà con, vậy rồi cũng đưa vô cả vô một số cửa hàng nông sản sạch ở tỉnh mình để đem lại lợi nhuận rất là cao cho bà con. Ví dụ một cái dưa ở Hòa mình bán 5 ngàn thì khi mình đưa vô cửa hàng xanh hoặc là các siêu thị thì nó sẽ lên giá khoảng 10 đến 15 ngàn một ký, thì nó đem lại cái thu nhập khá cho bà con. Huyện Mộ Đức và xã Đức Thạnh đã định hướng giúp nhà nông khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ở thôn Lương Nông Bắc. Vào mùa mưa bão, trong khi các vùng ven sông Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ nước ngập không thể trồng rau, thì vùng đất này trồng được rau vụ đông. Rau trái vụ so với các vùng khác nên bán được giá. Thông thường rau muống có giá khoảng 6.000 đồng một kg, nhưng tại đây có thời điểm rau muống có giá đến 26.000 đồng một kg. Về dưa hấu, nơi đây cũng trồng trái vụ so với các vùng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Dưa tiêu thụ nội địa, cung cấp cho các chợ đầu mối lớn ở miền Bắc và miền Nam. Không phụ thuộc thị trường xuất khẩu nên đảm bảo đầu ra cho người trồng dưa. Cơ cấu cây trồng hiệu quả đã được định hình. Sau nhiều năm làm nông nghiệp công nghệ cao, đã hạn chế được mầm bệnh trên đồng ruộng, tăng sức đề kháng cho cây trồng. Dạ thưa chú, thì mấy năm nay người dân mình canh tác theo hướng nông nghiệp xanh thì đã góp phần thay đổi cái môi trường theo hướng như thế nào ạ? Nói chung về môi trường là về đất đơ thì ngày còn màu mỡ hơn, tức là nhờ mình bón nhiều phân bổ vô đất nó màu mỡ, rồi cái định lượng phân của hạt mình dồn lại, khi mà có phân bổ nhiều thì tăng cái sức đề kháng cho cây trồng, cho nên cái lượng thuốc của hạt mình sử dụng nó cũng ít lại, rồi có sản phẩm mình làm ra, tức là chính người nông dân tiêu dùng thì họ đem cái sản phẩm về họ ăn, họ để họ cúng rồi, cho nên cái này nó đồ hổ nó cũng phải là sạch chứ không thể là lồn ảo tỏa như lâu nay được, tức là lồn người ta giờ nói chung là nông dân người ta nhận thức rất kỹ rồi, tức là lồn ra sản phẩm sạch bổ đổm là cho sức khỏe cho chính họ, cho xã hội nữa, cho những người tiêu dùng. Cho nên đối với nông dân Đức Thạnh thì nói chung thì cũng đã được tập huấn hướng dẫn nhiều lần, cũng được nghe trên đời bố rồi thường xuyên tuyên truyền, rồi ở đây thì đã được nhà nước nói chung có cái tổ chức người ta đầu tư làm với nông nghiệp theo cái hướng việt ghép, như là làm đậu cũng làm 10 hecta đậu việt ghép, chung ở cái vùng này thì năng suất của nó cao ghê lắm, làm với đọt cỡ tầm là 40 tạ trên hecta ở cái vùng mà tập trung 10 hecta nhà nước đầu tư. Theo ông Trần Quang Thanh, mỗi năm trồng 4 vụ rau màu, người dân có lãi khoảng 10 triệu đồng một sào, tương đương thu nhập 200 triệu đồng một hecta. Với giá trị sản xuất bình quân là 200 triệu đồng một hecta, thì vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ở thôn Lương Nông Bắc có giá trị sản xuất gấp đôi so với bình quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài cái lợi của việc tiết kiệm chi phí sản xuất, người dân còn hưởng lợi về mặt sức khỏe, tinh thần. Giảm tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, sức khỏe người dân đảm bảo hơn. Giảm được chi phí chữa bệnh là một niềm vui về mặt tinh thần khi người dân làm nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh. Thì phải nói là mình thấy là mình cũng rất tự hào là chính mình là người mà sản xuất ra cái sản phẩm sạch để mình tiêu dùng, xã hội tiêu dùng, là mình thấy là mình cũng tự hào là mình cung cấp sản phẩm ra thị trường là chất lượng. Rồi là không những riêng mình mà cả cái nông dân ở cái khu vực này người ta cũng đã hưởng ứng và làm theo. Và từng bước tức là không những sạch mà đang có xu hướng dần dần tiến tới làm cái nông nghiệp hữu cơ thì, nữa, thì có lẽ là chiều hướng sắp tới là nông dân sẽ bắt đầu làm theo. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, giao thông, hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện cho nông dân vùng Lương Nông Bắc cải thiện cuộc sống. Từ hiệu quả của vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ở thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh, tiếp tục triển khai thực hiện 14 hecta vùng sản xuất tập trung tại thôn Lương Nông Nam và 7 hecta ở thôn Đồng Lương. Nói chung là Đức Thạnh là hiện nay là xã là đơn cái xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Cái việc mà xây dựng cái việc sản xuất nông nghiệp xanh như thế này thì là nó đáp ứng được cái yêu cầu mà đồ hóa là của một cái xã nông thôn mới nâng cao. Thứ nhất là sản phẩm anh làm ra là chất lượng, rồi hiệu quả kinh tế có, cho nên là có hơi cái yếu tố thôi, tức là anh phải làm sao là anh làm là nó bổ đổ được
cái năng suất anh vừa có mà chất lượng anh là đảm bảo là nông sản sạch, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, hiệu quả kinh tế cho gia đình anh ngày nó còn tăng hơn. Đầu tư vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng nông nghiệp xanh, phát triển bền vững tại xã Đức Thạnh đã phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhà nông và môi trường sinh thái. Từ thành công của mô hình này, huyện Mộ Đức sẽ khảo sát nhân rộng ra một số vùng trên địa bàn huyện. Và đây cũng là mô hình điểm để áp dụng cho một số vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cảm ơn những chia sẻ của chú Thanh. Nhờ chú Thanh mà cháu biết được làm nông nghiệp xanh đem lại những lợi ích như thế nào đối với nhà nông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình này kỳ sau.